Tiểu sử Linh Mục Phê Nguyễn Văn Tường Linh Mục Phê Nguyễn Văn Tường sinh ngày mùng 2 tháng 7 năm 1977 tại xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tạ thế hồi 3 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Ngài từng thuộc Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vĩnh Long. Ngài bị đột quỵ và đã được cha tôi phang ở Mỹ. Đang có mặt tại Việt Nam, ban các phép và giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy tử linh mục phêrô nguyễn văn tường trước đây đã bị tòa giám mục vĩnh long ra vạ tuyệt thông nhưng xin nghe theo ý chúa hôm kia ngài đã bị đột quỵ cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quốc tế sis cần thơ trong tình trạng nguy kịch trong bối cảnh đó ngài đã được cha thắng tôi phang có đủ năng quyền ban các phép và giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy tử tuy nhiên luận tội thì cũng phải luận công ngài đã cứu giúp và làm sống lại đạo biết bao tâm hồn tín hữu khô khan nguội lạnh xin Chúa thương đón nhận linh hồn cha Phêrô Nguyễn Văn Tường về bên Chúa.